Pháo hoa nhân gian của tôi. Mỹ Nam có màn cơ xương làm nghề đỉnh nhất hiện nay, 32 tuổi vẫn trẻ đẹp như học sinh cấp 3. Màn hồi xuân của Mỹ Nam này ở tuổi 32 khiến khán giả thích thú. Nửa cuối năm 2023 đánh dấu sự trở lại của một trong tứ đại đỉnh nâu màn ảnh hoa ngữ Dương Dương với Khói lửa nhân gian của tôi. Dự án phim lãng mạn kết hợp với yếu tố lính cứu hỏa đang thu hút sự chú ý của khán giả nhờ sự gấp đôi nhan sắc của Dương Dương và đàn em Vương Sở Nhiên, người có danh xưng tiểu Lưu Diệp Phi trong phim. Đặc biệt màn cơ xương làm nghề của Dương Dương trong một cảnh phim trở lại năm tháng học cấp 3 khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Trong Khả lời nhân gian của tôi, Dương Dương khiến khán giả bất ngờ khi tự mình đóng vai nam chính Tống Diệm thuở còn học sinh cấp 3. Cũng là giai đoạn mà anh quen biết nữ chính Hứa Thấm, cũng là bạn học và bạn gái cũ của anh. Trong bộ đồng phục trung học đầy khí chất thanh xuân, Dương Dương làm khán giả ấn tượng và suýt xoa bởi nhan sắc như trẻ mãi không già. Không ít khán giả bất ngờ khi ở độ tuổi ngoài 30, Dương Dương vẫn tự tin cưa sừng làm nghé, đóng vai nam sinh, với tuổi đời kém anh gần như một nửa. Từng có nhiều sao nam trước đó như Trương Hàn, Đỗ Thuần thất bại trong việc hồi xuân trên màn ảnh, thế nhưng với Dương Dương thì điều đó lại dễ như trở bàn tay. Anh chẳng cần hóa trang gì nhiều, thậm chí chỉ cần bưng bản thân vào phim, đã thành công rồi. Hình tượng anh chàng Tống Diệm thời còn học cấp 3 của Dương Dương còn làm một số người xem nhớ lại chàng Mỹ Nam đóng phim điện ảnh Đầu tay vai trái. Cũng trong bộ đồng phục màu trắng xanh nổi tiếng, Dương Dương của năm 2016 và năm 2023 dường như chẳng hề đổi khác, có chăng chỉ là thay kiểu tóc mà thôi. Dù chỉ là đoạn hồi tưởng nhẹ nhàng nhưng Khói lửa nhân gian của tôi hoàn toàn chinh phục khán giả với nhan sắc của cặp đôi chính. Cả Dương Dương và Vương Sở Nhiên đều có thế mạnh ở ngoại hình, dễ dàng thể hiện hình tượng trưởng thành lẫn khi còn đi học. Hiện tại Khói lửa nhân gian của tôi đang thu hút sự chú ý từ phía khán giả, giúp Dương Dương lọt top 3 nhân vật phim giải tập được ưa thích nhất của Vinicast. Cặp đôi Dương Dương Vương Sở Nhiên cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo vì nghi vấn phim giả tình thật nhờ đóng chung Khói lửa nhân gian của tôi, và đến giờ cả hai vẫn chưa lên tiếng về những lời đồn thổi này.